Hai vợ chồng lo làm ăn, có hai thằng con trai nhỏ, đứa mười mấy tuổi, 10 tuổi, để nhà. Cứ để nó ở nhà giết rồi nó bấm điện thoại, nó ghiền game. Cái thằng anh nó bữa đó đưa vô đây chung nè quý vị, mang mắt kiến cô, mấy cô thấy mà, nhỏ cao ráo nhìn đẹp trai ghê, mà nó bị bệnh, bị bệnh giống như thần kinh nó bị liệt vậy này. Mình thấy rõ ràng luôn, mà nó sân si với mẹ nó lắm nghe, sân si với mẹ lắm, tức mẹ lắm, rồi bực bội lắm, khó chịu lắm. Rồi xong rồi Nhận Đức thấy vậy cho qua bảo tháp để chơi với mấy thằng nhỏ bên kia, mà nghe nói ghiền game, hút thuốc điện tử, tác hại ghê chưa. Mà Nhận Đức nói nghe, nhìn cháu một cái Nhận Đức nói là hạt giống này hư rồi, trong khi nó cao ráo, nó đẹp trai, nhìn nó dễ thương, đẹp trai vậy đó, mà nhỏ bây giờ đơ luôn rồi. Bây giờ cha mẹ đi kiếm tiền cho thiệt nhiều, đem về đổ nước tiền này vào cái lu bể. Vì mình làm ra một sự nghiệp là đa phần chúng ta đều nghĩ về con không đó quý vị. Bây giờ tất cả những người làm cha làm mẹ, đa phần chúng ta tạo ra sự nghiệp đều là về con cái không á. Nhưng mà bây giờ con cái gì rồi quý vị, làm sao hạnh phúc? Những Đức nói quý vị sẽ không bao giờ có hạnh phúc khi mà quý vị mà thấy con gì đâu. Bây giờ ở nhà mà nhìn thằng con đó thôi là gia đình không có vui nổi đâu. Nó sân si sằng sộ lắm, mà nó kỳ cục lắm kìa. Là chính nhiều cô đã thấy rõ ràng cái thằng trai nhỏ nhỏ chiều lại là đưa nó qua bên bảo tháp luôn, không biết qua bên sao bên à. Mẹ nó hồi xưa cũng phá thai, bà nói nó quán hận, bà kỳ cục lắm, nó gặp bà rồi nó ghét, đừng có nói nữa, nó ghét lắm à. Mà chính cái cô đó, bà mẹ ở đây cũng nói là hồi xưa bà mẹ ở đây cũng khổ cái đứa con gái này, chẳng ai với nhỏ con gái này luôn. Bây giờ nhỏ con gái này nó khổ cái thằng con đó, vì coi nó giống như dọn nước trước nhiều sao, dọn nước sau nhiều gì, nó leo theo quý vị, nghĩa là làm cho mẹ khổ, bây giờ con làm cho mình khổ. Nó thấy rõ ràng không, nó không có được cái kết quả gì đặc biệt đâu, dù làm ra tiền nhiều. Nên tất cả những người làm cha làm mẹ nên cẩn thận chỗ này. Đừng có nghĩ rằng bây giờ thôi mình mua cho con chiếc điện thoại, nó ngồi nó bấm đi, rồi mình lo làm cho nó tiện. Quý vị coi chừng là cuối cùng quý vị hại con quý vị đó, làm cho thần kinh con quý vị tiêu luôn. Mà quý vị coi bây giờ mình đi vô chùa đây, mình tìm sự bình an, hạnh phúc, an lạc. Như hồi chiều Nhà Đức gặp cũng có một cô cũng nói rõ ràng, bây giờ ở nhà thằng con trai nó không chịu đi học nữa, nó chịu đi học nhưng mà cô thấy không có kết quả gì chứ á, cho nó nghỉ. Bây giờ mỗi ngày sáng tối cô mướn nó tu, nó rõ ra là mướn nó tu, nó tu một thờ trả nó 100 ngàn, một thờ 100 ngàn. Cái công đức niệm Phật là vô lượng rồi, bây giờ tiền này sớm muộn cũng cho nó à, thôi lấy tiền này mướn nó tu phước cho rồi đi, tu một thờ trả 100. Cổ nói bây giờ nó siêng tu còn hơn cổ nữa. Cô nói rõ ràng luôn, bây giờ nó còn siêng tu hơn cậu nữa, tới giờ mà cậu chưa tu là nó kêu mẹ sao không đi tu. Vì tu thờ được 100 à. Cũng hay, tại vì tiền này sớm muộn gì cũng đưa cho nó thôi, cũng vào tay nó, bây giờ thà bắt nó đổ mồ hôi để có tiền, biết đâu nó tu lễ vật giết, biết đâu nó giác ngộ sao, nó giác ngộ biết đâu đi tu luôn á, chứ không phải giỡn đâu nghe. Thấy không? Quý vị thấy không? Cái câu chuyện mà Như Đức kể cho quý vị nghe, cái câu chuyện mà cái thằng này nó muốn báo thù, mà khi mà nó trước mặt Vua Diêm Vương á, thì Vua Diêm Vương nói à được, mày báo thù thì được, cho mày làm cô nội nữa đó, báo thù đi.
Thì thằng ấy nó không, như tao cho mày làm cha mẹ nó báo thù, nó không, chứ mày làm gì, làm con. Dương Dương nó sao mày không làm cố nội làm cha làm mẹ để báo thù, mày làm trên nó mày báo thù dễ hơn. Nó không, làm trên sao báo thù, làm ông bà cha mẹ toàn là lo cho con cháu không, chỉ có làm con quậy mới đã. Thì làm con quậy đảo quý vị. Bây giờ cha mẹ cực khổ lo lam lũ, dành dụm từng chút cuối cùng để lại cho con, mà nó còn kênh với mình, mà mình phải để cho nó. Các vị ngồi suy nghĩ có phải không? Nó có nghĩa là làm cực khổ mà nó còn kênh mà phải để cho nó. Bây giờ con chưa làm được gì cho cha mẹ, mà cha mẹ phải mướn con để tu. Quý vị thấy trong cuộc đời này không? Mướn tu. Còn mình đi lại Quan Âm, mình đi lại quá trời lại để mình cầu cho gia đình, cầu cho chồng, cho con, cho vợ, cho con. Còn bản thân mình bây giờ phải mướn con tu. Vì thấy chưa? Nên nếu như mà nó giác ngộ thì đỡ, còn nó mà không giác ngộ thì sau này nó vô chùa nó không bao giờ tu. Tại nó nói mẹ nó mướn nó tu vô chùa sao mà tu, thầy không trả tiền. Nó thấy chưa? Không đơn giản đâu quý vị à. Mà cái động lực của đồng tiền kinh thiệt chứ. Tuy nó tu là nó niệm Phật, nhưng mà cái ma lực của đồng tiền dẫn dắt nó để tu. Con ma này chắc đi theo tu luôn quá. Cái ma lực đồng tiền quý vị, chứ làm gì nó có cái chuyện mà nó siêng tu hơn mẹ nó, mà chưa tới giờ mà nó kêu. Thử mà không trả tiền đi, mình mà ngủ quên nó im gu luôn chứ đừng nói mà kêu, để cho mình ngủ á. Nó vậy mà trả tiền là nó kêu mình, kêu để nó tu được thờ mình mới trả tiền. Nó, nên trong Đệ Tử Quy mà thầy Thái Lê Húc năm xưa giảng á, nói bây giờ nhiều người cha mẹ dạy con ngộ lắm, lao nhà 10.000, giặt bộ đồ 5.000 đó, dọn cơm cho tao 15.000, rửa chén 20, cứ tính tiền, cứ tính tiền, cứ tính tiền, cứ tính tiền. Có nghĩa là dạy con trong một cái chủ nghĩa công lợi, chứ không có tình cảm. Sau này khi mình hết tiền thì nó ngồi im gu, nói mày lau nhà cho tao, nó tiền đâu, tao hết tiền bữa nào tao trả cho, không có tiền mới làm, không có tiền không làm. Vì mình đã giảng dạy, mình đã chỉ nó cái cách đó để kiếm tiền, thì sau này nó đến với mình cũng là tiền, thì nó đến với ai mà không tiền. Kinh chưa? Quen tính à. Thì nghe Như Đức nói gì vì thấy xã hội có không quý vị? Có mướn con không? Rồi sai đi mua bột ngọt, muối đường bột ngọt mà cũng trả giá nó nữa. Mày đi mua đi, tao cho mày tiền lẻ đó mày, thấy không? Mà có khi nó còn chẳng chút đỉnh tiền nữa nghe. Nhiều đứa mà không biết nó chẳng tiền á. Đó. Những đứa bé này sau này nó nhờ nghe Phật Pháp nó thay đổi quý vị. Tới bây giờ nó vậy đó, sau này nó thay đổi. Yên tâm đi. Cái đứa mà không thay đổi là cái đứa nó không nghe Phật Pháp á. Còn cái đứa mà nghe Phật Pháp thế nào cũng thay đổi à. Đời này không thay đổi, đời sau thay đổi. Nó có chủng tử rồi, sớm muộn cũng thay đổi à. Các vị biết rằng hồi xưa những đứa còn nhỏ được chú Sáu ông dạy á, mùa hạn á, khô khan gì nè, đi vô trong đồng hốt cá đem dưới sông thả. Vậy thôi đó. Rồi ông đi làm đường, rủ theo đắp đường. Rồi ông bắt cầu, rủ bắt cầu, ông chỉ nói câu là có phước phái làm đi theo. Cái chủng tử đó vậy mà 29 tuổi nhận đức gặp Phật Pháp. Ghê không? Cấp còn nhỏ cũng dạy cho đọc sấm giảng, rồi cũng cúng lại theo người ta, nhưng mà thời gian lớn lên bỏ. Nhưng mà chủng tử nó không mắc, 29 tuổi gặp Phật Pháp. Thì bây giờ con quý vị mà ngồi ở đây nghe mấy đứa nhỏ ngồi ở đây, mấy đứa này nhân duyên dày lắm, nhân duyên rất là dày. Sau này lỡ nó có vấp ngã hay là trong cuộc đời nó cái gì thì nó quay đầu,
nó gặp Phật pháp, nó hướng thiện. Hoặc là từ từ nó lớn lên, nó nhận định được quý vị, nó nhận định được cái điều mà mình nghĩ đối với cha mẹ mình vậy là sai à, nó sửa đổi lỗi lầm. Còn nó còn nhỏ thì nghĩa là ăn mà còn chưa biết no mà làm sao lo tới, nên từ nơi đó mà từ từ. Nhưng mà quý vị gầy dựng nghe, như cái cô đó có tiền cứ là ngày 200 ngàn mướn nó đi, một tháng bèo bèo cũng được 6 triệu. Ngày 200, tháng 6 triệu đúng không? Thằng tháng 6 triệu này nó sẽ xài hết thôi. Nhưng mà nếu mà giờ nó không tu, không trả tiền thì cũng phải cho tiền nó xài. Nó theo hoài phải trả cho tiền. Mà nhất nghe, quý vị để ý nghe, mẹ là thương thằng con trai lắm. Thằng con trai mà nó xin tiền rồi mà không cho, nó theo nó ôm ôm, nó hung mẹ là cho tiền. Nó kinh khủng vậy đó. Nó, quý vị coi phải không? Nó thương á, là mẹ thương thằng con trai, mà con gái nó thương cha nó lắm. Con gái mà nó đòi cái gì mẹ không cho nghe, nhưng mà nó theo cha nó xin cha nó đó. Cha nó sẽ kiếm cách để cho nó đó. Hoặc là cha đi mua quà này kia ưa cho con gái. Nhưng mà mẹ thường là thương thằng con trai lắm. Khi mà nó lỡ nó xin tiền là bộ la lấy tay quýnh vô đầu, dưng giỡn vậy đó. Nhưng mà lại ôm, khi nó hung mẹ nó, móc tiền hết trơn. Tay này nó ôm mẹ, còn tay kia móc túi tiền. Mà trong khi cái bà này đấu ai móc túi mới được á. Vậy mà con móc túi được. Thấy không? Rõ ràng làm con mới đòi cha mẹ. Thì quý vị bây giờ nghe như Đức giảng gì, quý vị thấy cái tình cảnh đó là quý vị biết rồi. Con đến đòi nợ rồi. Đứa con này đến đòi nợ. Còn cái đứa con mà đến trả nợ, vì sẽ nhìn dễ biết lắm. Cái đứa con này nó ngoan lắm, nó không bao giờ chịu xài tiền. Trong hai đứa con, một đứa thì nó đòi nợ, nó xài quá trời luôn. Một đứa thì ngộ tay là quý vị cho tiền nó cũng xài để dành đưa lại cho quý vị. Nó để dành đưa lại đó, là đứa này là nó trả nợ. Còn cái đứa mà nó đòi nợ là nó xài quá trời luôn, mà nó không bao giờ cảm ơn quý vị đâu. Nó gạt quý vị không à. Nó dùng mọi cách nó gạt không mà nó không bao giờ cảm ơn. Mà mình phải thương nó. Mình phải thương nó cực kỳ thương luôn. Thì mình biết được hai đứa con, đứa đòi nợ, đứa trả nợ. À, nên nhớ kỹ nghe. Giống như câu chuyện Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể á. Cái ông này này là tiền này là tiền ta gỡ đó. Quý vị biết rằng cái thời giặc giả, cái ông chủ này cũng giàu quá, ông đưa tiền cho người làm công cầm. Chặt chạy giặc. Ông chạy giặc xong rồi ông mắc tiêu luôn. Chắc bị giặc giết chết queo. Thì cái thằng làm công này nó ôm tài sản. Thì giờ ông chủ mất tiêu rồi, thì tài sản vào tay nó chứ sao. Giờ đưa cho ai giờ? Tự nhiên thằng làm công này nó giàu, thiệt giàu lên. Sau này nó có vợ, nó có thằng con trai. Con trai năm 11 tuổi, tổ chức sinh nhật cho nó. Thì cái ông này trong cái buổi sinh nhật, ông này ông nhìn thằng con trai ông, cái động tác nó y rang chủ của ông luôn, không khác chút xíu nào. Mà cái ông này bây giờ ông đã học Phật rồi, ông hiểu nhân quả. Ông nhìn thằng con trai y rang chủ ông năm xưa luôn. Rồi bắt đầu là ông công bố trước quan khách tất cả tài sản của ông hiện tại đang có, đều giao hết cho con trai ông luôn. Giao hết. Đó. Giao hết cho nó luôn quý vị. Gặp những đức mà làm con thằng đó, những đức sẽ làm khác. Biết mày đến đây đòi nợ rồi, tao đem tài sản này tao làm từ thiện hết luôn. Đúng không? Phải chi mình xài á, thì cái này á, thì bản thân mình thiếu nợ nó. Còn mình đi làm mình giải rộng ra hết trơn à. Cái phúc báo nó quay lại với thằng con đòi nợ này. Và thằng con đòi nợ này nó chuyển nghiệp, cuối cùng nó cảm ơn mình và nó hiếu với mình. Còn nếu như bây giờ mà đem tài sản này cho nó hết, chưa chắc nó hiếu với ông này. Vì tiền của tôi đến tôi đòi nợ thì ông chỉ có trả nợ tôi thôi, tôi cảm ơn ông gì. Nó không sanh phước báo và chưa chắc thằng này là làm từ thiện nữa. Nên mình làm điều thiện hết trong cái số tiền này luôn. Cuối cùng thì phước báo nó sanh. Nó sanh phước báo ra, mình cũng sanh phước báo luôn. Thì nó chuyển cái nghiệp cái đứa con đi đến đòi nợ. Cuối cùng là nó thành quay lại báo ơn. Nói vì biết trong Phật pháp nó hay chỗ này dữ lắm luôn á. Họ phải tin và dám làm kìa. Dám làm á.
Đó. Nên á, trong phòng pháp đều có phương pháp hết quý vị. Có phương pháp sống vui, có phương pháp làm ăn được, có phương pháp khá giả, có phương pháp giải thoát, có hết trơn luôn. Tùy vị chọn thôi à. Nếu vị chọn phương pháp giải thoát á, thì nó có tất cả. Còn chọn phương pháp giàu sang thì nó sẽ có giàu sang đó, nhưng mà nó chưa chắc giải thoát. Có phương pháp tạo danh là tiếng, nhưng có danh tiếng nhưng không giải thoát. Nhưng nếu chọn phương pháp giải thoát thì có hết tất cả luôn. Có hết tất cả à. Phương pháp giải thoát là có hết tất cả luôn, cái gì cũng có hết trơn. Nó, bây giờ chính bản thân Những Đức thấy rõ ràng là Những Đức đi tu, Những Đức không có thiếu. Là do vì cái tâm Những Đức nó muốn giải thoát mạnh quá, nên nhiều thứ trong cuộc đời Những Đức nhẹ nhàng. Nên từ nơi đó mà vừa Những Đức vui mà Những Đức lại có được cái này kia thêm nữa, không có thiếu gì chứ. Chứ nếu như Những Đức chỉ cầu danh cầu lợi thôi thì nó chỉ có vậy thôi à. Nó có phương pháp cho mình cầu danh cầu lợi đó quý vị à. Nó bỏ ra là nó sanh ra lại đó. Nó bỏ ra là sanh theo lại. Nhưng mà nếu quý vị mà hướng đến giải thoát, bỏ ra không càng sanh, mà nó sanh càng nhiều hơn. Sanh càng nhiều hơn luôn. Hay vậy đó. Mà có cái tâm giải thoát là nó vui dữ lắm quý vị. Thấy không? Quý vị thấy bây giờ, quý vị ít thấy đi đến đâu mà chùa chiền mà có người đông gì mà chuẩn bị trên cái bàn ăn cho quý vị gì lắm. Cái bàn ăn này là nó cũng là đặc biệt rồi đó quý vị. Đó. Không đơn giản đâu. Bây giờ nói vì nghe một ổ bánh mì, một cái hũ sữa chua, rồi một cái ly, cái lu rau mẹ, hiểu không? Ly rau mẹ, đến chùa này kêu rau mẹ đi, hiểu không? Cái ly rau mẹ mà nội ba món này thôi, mà số lượng con người này là quý vị biết rồi đó, hiểu không? À, đó. Nên đây là cái tấm lòng rõ ràng đó quý vị. Và xem đây là một gia đình. Và Những Đức thường nghĩ ở ngoài đời quý vị cũng chạy đôn chạy đáo, cũng lo nhiều việc lắm, bận tâm lắm. Nên quý vị được đi đến chùa, Những Đức mong là những giây phút quý vị ở được trong chùa, giây phút nào nó có được cái bình an giây phút nấy. Vì Những Đức hưởng được cái bình an nó nhiều quá, nên Những Đức muốn chia sẻ điều này cho quý vị một chút đó. À, nên thời tiết lúc này thì nó hơi nóng một chút, thấy không? Nó nóng chứ. Nhưng mà bữa nay Những Đức đi qua thấy nay gió ngoài cũng nhiều lắm nghe quý vị. Bữa nay có gió nè. Nhiều bữa đó nó không có miếng gió luôn. Không có gió thì mình thổi nhau cho có gió. Ao ngồi kế kế á, làm nè. Tình thương mến thương. Thôi nhẹ nhẹ thôi, mạnh nước biến cho tùm lum. Được không? Đó. Quý vị thấy á, mỗi một người đa phần trong đây ai nhận Đức cũng có tặng quạt. Đó, quý vị thấy không? Thì tính trước giùm cho quý vị đó, thấy chưa? Tặng cho quý vị cây quạt á, tự động. Không? Quạt tự động. Tự mình động thì nó mát thôi. Không, bữa nay làm thêm cái quạt này thấy đẹp nè. Cái này cái quạt này chết chết tim. Không? Quá nhiều luôn quý vị. Không mà Những Đức rồi xấu xí mà hình ảnh Những Đức giờ cũng nhiều lắm quý vị ơi. À, nên á, tu duyên quan trọng quý vị. Đúng là tu duyên quan trọng. Xấu đẹp gì mà người ta thấy hình mình ta cũng thích là có duyên. Thấy không? Nên á, mình phải cần tu duyên tu phước. Tu duyên tu phước. Không như cái khăn Nhà Đức tặng quý vị thấy đẹp nha. Quý vị nhớ là cái khăn này quý vị đi đám cưới cũng tròn đẹp. Mà đi đám gì cũng tròn đẹp hết trơn á. Cái khăn này đi đi đám người chết tròn cũng đẹp nè. Tại vì sao nó ra đẹp rồi đi đi đám nào cũng đẹp chứ á. Hiểu không? Mà cái vị thấy cái khăn này mà tròn nhìn nó quý phái nghe. Sang trọng á. À. Nó
Không, mà những đứa thấy bây giờ đi tu mà đồ may đi tu cũng đẹp nghe quý vị. Có nhiều loại đồ may đẹp nghe. Nếu mà biết thiết kế đồ đạt là cũng đặc biệt lắm á. Thấy không? Ví dụ như mình biết thiết kế đồ, mình thiết kế đồ cho người ta bận. Nó lấy lời rẻ thôi. Mong làm đẹp cho thiên hạ mọi người. Vậy là được rồi. Thì tự nhiên á, làm đẹp cho người đi tu. Người ta thấy ô mấy bà này đi tu mà cũng nhặn nhìn cũng xa xỉn quá, sang trọng ngon lành quá ta nghe. Nhìn đẹp quá đúng không? Ta nhìn vậy người ta mê, người ta cũng muốn đi tu nữa quý vị. Đúng không? Mà thật sự mà nói thì mấy ông đàn ông á, vợ mà nó đi vô chùa tu gì yên tâm. Nó đi vô chùa tu chứ đâu có đi ra karaoke đâu. Mỗi ngày lên chánh điện nó hát Ai Di Đà Phật không chứ nó có đi karaoke đâu sợ. Nó không, những đứa thấy cái khăn này tặng đẹp nè. À, nên một tây tháng năm này tặng lợ nè, tặng nữa nè. À, ai cũng có, một tây tháng năm này ai cũng có. Lễ Phật đản ai cũng có. Không, mà nhận thức thấy rằng là có những người cái duyên phước ta khác nha quý vị. Có những người mà tự nhiên tặng lúc nào người ta cũng có mặt chứ nha. Còn có những người lạ tay nghe quý vị, khi tặng người ta lại không có mặt. Thật sự là mình cũng muốn tặng người ta quý vị ơi, nhưng lạ tay tới tay người ta là hết. Không, cái này những đức nói nghe, phan hãy trách người nghe quý vị. Cái duyên của mình nó khác á. À, có nhiều người mà mình gặp mặt họ mình phải cho đồ quý vị ơi. Mình không cho là lương tâm của mình nó bị cái gì á. Bây giờ ổng kìa, có cái cô đó, cô đi với đoàn xe mà cô xin Như Đức cái khăn. Mà Như Đức nói cô đợi một chút để Như Đức lấy cho. Mình vừa bước là mình lấy cái khăn, cái có hai ba Phật tử và chặn ngang đường mà nói chuyện. Nó nói chuyện, cái đầu mình vừa nói xong ba bà, cái bà kêu nói thầy tranh thủ thầy ơi, xe đợi con, nó kêu con quá. Xong nó để nói chuyện xong để lấy cho. Vừa dối xuống cái tự nhiên có cái bà con tự mới chạy lại nói chuyện nữa. Không lấy được cái khăn đưa cho bà. Cuối cùng nó thôi thầy ơi con bận quá thôi để con đi. Cuối cùng bà không được cái khăn. Thấy chưa? Đúng ra lấy đưa rồi đó mà ba bốn người chặn lại không cho lấy. Cuối cùng ba bốn bà đó có mà cái bà chờ không có. Không quý vị ơi, nó không có đơn giản đâu quý vị à. À, nhận được cái khăn đâu có dễ. Thấy chưa? Không, mà chuyến này á, những đứa thấy cái khăn này cũng đẹp. Thôi mấy ông đàn ông đồ cũng tặng mấy ông luôn. Không, cái khăn này mà đàn ông đồ đeo cũng đẹp nghe. Khăn đàn ông đeo cũng đẹp nữa. Hiểu không? Chứ không phải tệ đâu, không phải xấu đâu nghe. Đàn ông đeo cũng đẹp á. À, nó ở đây mà ai chưa có cái khăn này đưa tay lên coi ta. À, cũng đông quá ha. Một tháng năm đi lợn. Không, một tháng năm ở đây tặng hết trơn mà. Đang chừa 6.000 cái vậy ơi. Chữa đây 6.000, đem qua bên kia 24.000. Nè mấy đứa nhỏ nhỏ nè các con, 1 tháng 5 còn nghỉ học mà. Buổi trưa mình lỡ mình cộng tu các con. Chàng ơi. Mình tu phước tu duyên chứ. Lần nào cũng nghỉ nghe, chùa mình từng nào Như Đức cũng tặng con heo. Từng nào cũng tặng con heo. Nhớ nghe, cái máy bấm số trên là để con có bấm số niệm Phật. Còn tặng con heo là tập cho các con biết tiết kiệm. Mà mỗi năm sinh nhật của cha mẹ, các con lấy tiền cho con heo này ra mua quà sinh nhật tặng cha mẹ của mình. Nhớ kỹ, đây là những đức hướng dẫn 100% chứ không phải là kêu các con mà
mà bỏ tiền cho con heo mà đem lại đưa những đức đâu. Những đức khuyên các cháu á, mua quà sinh nhật cho cha mẹ. Nhớ nè mấy nhỏ gái nè, mua đôi dép cho cha. Tự nhiên có sự cảm hóa không đơn giản đâu. Tấm lòng mình làm con mà, coi coi cha mình cái xê dép làm sao. Tập lo cho cha trước đi, để sau này lo cho chồng, hiểu không? Lấy cha ra để lo, lo cho cha quen rồi sau này lo cho chồng chu đáo hơn. Có trước có sau, nhờ có cha mới có mình, hiểu không? Rồi mấy thằng trai thì lo cho mẹ, mua cho mẹ đâu gút cao gì đó, coi coi mẹ mình thích ăn diện sao sao mình để ý. Cái mình mua món quà cho mẹ ngay ngày sinh nhật bất ngờ lắm nghe. Cái tấm lòng cha mẹ hạnh phúc lắm, thấy hạnh phúc vô cùng luôn. Thí dụ như mình lựa ngày đám cái ngày sinh nhật, ngày sinh nhật của cha mình mua luôn quà cho mẹ mình, ngày sinh nhật của mẹ mình mua luôn quà cho cha. Những đứa nói các con mà biết bỏ ống đó nghe, một năm hai lần này các con làm được, năm nào cũng vậy hết. Các con biết không, gái với nhỏ gái nè, khi cha các con đi làm mà nhiều người đàn ông người ta bê tha lắm, người ta không có gọn ghẻ đâu. Mình thấy cha mình vậy mình cũng thương, nên lâu lâu mình mua cái này cái kia mình mua cho cha. Mình tập lo cho cha mình, sau này mình biết lo cho chồng. Iran luôn vậy đó. Rồi mình là con trai mà mình biết thương mẹ, thì mẹ mình cũng là phụ nữ mà, mua quà cho mẹ, biết quan tâm mẹ. Thấy mẹ có những lúc buồn mình lợi mình động viên mẹ. Tập quen rồi sau này biết động viên vợ, biết thương vợ liền. Tập từ hai người đó đứng đầu, sau này cuộc đời của mình sẽ hình thành được đối với vợ và chồng, chắc chắn luôn. Ví dụ như giờ mình sanh ra thằng con trai đi, sau này thằng con trai nó lớn quá, nó thương vợ nó quá nghe, mà nó không ngó ngàng đến mình là làm mẹ buồn đó quý vị. Làm mẹ buồn đó. Nên mấy thằng trai này phải hiểu nguyên lý đó đó. Lo cho vợ, nhưng mà có những lúc lo cho vợ trước mặt mẹ thì nên tránh một chút. Tại vì mẹ nhìn thấy đau lòng, vì mình sanh nó ra nuôi nó lớn mà giờ nó lo cho vợ nó còn hơn lo cho mình. Thấy chưa? Đó, nó vậy đó. Nên từ nơi đó mà hiểu được cái nguyên lý này rồi là tự nhiên trong gia đình nó gầy dựng được hạnh phúc đặc biệt lắm. Mà tự con trai con gái trong nhà cũng được dạy luôn, được giáo dục luôn, được áp dụng trong cuộc sống này luôn. Nó những đức nói rằng chùa mình từ đứa con nít nó đến nó còn vui mà. Hồi nãy những đức đi qua đây thấy 5-6 đứa nít, nó gặp những đức nó chạy lại, nó nắm áo nó kéo. Ngộ ghê á. Có nhiều người mà nít nó gặp nó cũng sợ lắm quý vị. Mà con nít nó gặp như thế nó không có sợ, nó chạy lại nó máu nó kéo trời. Nếu không có ông hí dám nó kéo gịch cái áo gách luôn. Nó thấy nhà đứa bạn cái áo có cái đuôi phía sau á, vậy mà hai đứa nó cầm nó cái đuôi nó gịch tới làm nè. Chàng ơi, nó gịch mình mà lui lại chứ chàng. Nó con buông con gách áo. Nó không buông. Nó gì đó. Ngộ ghê không? Không, mà con nít mà mình thương nó thương mình quý vị ơi. Cũng như bây giờ mấy cô lớn lớn ở đây mà Nhân Đức lo cho các cô cũng quý mến Nhân Đức mà. Rõ ràng luôn á. Cũng như các thầy, các chú, các cô trong chùa Nhân Đức quan tâm lo lắng thì họ cũng quý mến Nhân Đức. Không mà, nói thiệt nghe, Nhận Đức nó có một cái nghiệp này ngộ lắm nha quý vị. Là Nhận Đức rất là thương người nữ nha quý vị. Cái nghiệp này cũng không đơn giản đâu. Đây, rõ ràng như trong chùa mà đối với mấy cô là Nhận Đức thương lắm đó quý vị. Lo lắm á. Có khi mà tìm cách để cho mấy bà được nghỉ. Ghê không? Mà mình phải nhào ra mình đi nấu ăn với mấy chú để cho mấy bạn nghỉ. Rồi có khi mà những đứa nói rằng mỗi tháng mà đau bụng đồ này kia là cứ mệt thì nghỉ đi. Tại mình thấy nếu mình đặt vai trò vào người ta thấy cũng khổ quý vị.
Tại vì nó đau bụng nó cũng đau lắm chứ giỡn đâu. Có khi những đứa mua mấy cái bịch á, cái bịch để nước vô mà để lên cái bụng đỡ đau á, đau bụng quý vị. Người phụ nữ nghĩ là họ khổ ghê. Bởi vì Phật A Di Đà ngài mới có lời nguyện là nhàm chán thân nữ, nên nói cũng tội nghiệp họ. Thấy thì có khi cũng hổng hổ hoặc là lách chách một chút, nhưng mà thấy lại cũng thấy tội nghiệp. Có khi mình đàn ông mình đi chỗ này chỗ kia mình chơi, khi họ nhà cũng lo này kia, lau dọn nhà, làm này làm kia. Rồi có những lúc mà ở gia đình thì mang bầu bì rồi cũng tội nghiệp. Chứ mình cả đời mình có mang bầu lần nào đâu, hiểu không? Mình nhìn từ đây cái tự nhiên mình thấy tội nghiệp phụ nữ quý vị. Chỉ thêm cái nữa, họ cũng là mẹ mình, mình thương họ là đúng rồi. Bây giờ mình ngồi suy nghĩ đi. Bây giờ tất cả đàn ông ở đây nè, nam ở đây, bây giờ mình có là trượng phu, mình có mạnh mẽ cỡ nào, nhưng mà những đức nói thiệt chứ chúng ta cũng đi ra từ đâu. Nên mình nhìn lại mình thấy mình bèo nghe. Mà có khi mình lại chê phụ nữ yếu đuối. Mình chê phụ nữ này kia yếu đuối rồi, không có góc độ rồi. Nhưng mà cuối cùng lạ thay, mình lại chui ra từ người ta. Mình nghĩ là mình còn bèo hơn người ta nữa. Chứ nếu như cái lúc mình vừa chui ra mà nó bóp mũi cái mình chết queo rồi, sống sao nổi, đúng không? Chứ đừng nói lớn lên mà mình nói mình ra vẻ nam nhi đại trượng phu, chứ lúc mà sanh ra mà nó bóp mũi nhẹ cái chết queo liền quý vị, thấy không? Đó nên á, cái tâm mình á, mình thương họ cũng không phải sai đâu, nhưng mà thương mà phải có dạy, chứ không phải chiều chuộng giết thành hư tật, hư thân mắc nết là thua. Thương mà dạy, mình thương họ, họ nghe lời nghe. Rõ ràng mình quan tâm, mình lo lắng cho người ta thương mình, người ta cũng sợ mình buồn quý vị. Ví dụ như mình thương người ta đi, người ta sợ mình buồn lắm đó quý vị ơi. Mình mà buồn người ta còn sợ hơn nữa. Còn nếu như mà mình mà không thương người ta không thương mình buồn kệ mình. Mình buồn không có quan tâm tới đâu quý vị ơi. Quý vị để ý, vị mà thương ai để bị quan sát người ta từng chút luôn á. Người ta cái gì là quý vị sẽ thấy rõ ràng luôn á. Giống như vợ thương chồng thương vợ thì nó quan sát từng chút luôn. Gương mặt quý vị chỉ cần thay đổi gì một chút là nó nhìn ra liền. Còn nếu như quý vị mà không thương, quý vị không có quan tâm tới đâu. Nên đến với cuộc đời này giữa vợ chồng nó mang cái nhân nghiệp với nhau ngộ lắm. Là có khi vợ quan tâm chồng từng chút mà chồng nó chớ hề để ý một chút thì quý vị luôn. Nhưng mà quý vị phải thương kinh khủng luôn, đúng không? Nhưng mà nó đổi lại có những người đàn ông nó quan tâm vợ quá trời, nhưng mà vợ lại không cần ngó ngàng tới, không cần đếm xỉa tới luôn. Nè, có nó có đồ ăn nó ăn hết trơn chớ hề nó chừa miếng cho mình luôn. Cái này cũng người phụ nữ không cũng tủi thân lắm quý vị. Nên mình là đàn ông mà mình đi đâu nghe mình mua món quà mình đem về cho vợ mình nó mừng lắm á. Nó không phải vì món ăn mà là vì cái quan tâm của mình dành cho họ. Nên mình mà được lo vậy, mình đừng có bao giờ mà mình lên mặt. Ta mua về thì mình vui là được rồi, chứ mình mua về mà mình ăn mình còn ngon không? Dở ẹt. Cái này là cái hành động thua rồi. Mình làm vậy thì không khác nào mình dẫm nát cái chim của người ta. Người ta nghĩ ta mua đồ cho mình mà giờ mình ăn mình lại chê là mình thua rồi. Nhưng mà mình cũng phải khéo là mình để ý coi vợ mình thích ăn cái gì. Chứ mình mua đại mua càng ăn không được sao khen. Nên mình phải quan sát coi bà thích cái gì, rồi mình coi cái khẩu vị vợ mình nói sao, khẩu vị chồng sao. Đó là cái khéo léo làm vợ làm chồng, là quan sát để biết được người ta thích cái gì, mua cho nó phù hợp. Giống như giờ Nhân Đức nấu đồ ăn cho quý vị, Nhân Đức quay suy nghĩ để tính toán làm sao để kết hợp món đồ ăn. Tính làm sao để kết hợp món đồ ăn. Nếu như hồi trưa mà món đồ chay chiên đó ăn mà xào á, nó lại là su xào thì quý vị ăn lại không ngon. Su xào vô ăn với đó nó lại không ngon nghe. Nên từ nơi đó mà quý vị để ý, nó kết hợp món đồ ăn á, tuy nó không có ngon gì nhưng mà nó biết kết hợp để ăn thì nó mới ngon.
Đó. Nên từ nơi đó mà quý vị thấy Như Đức kết hợp món đồ ăn với quý vị ăn, ăn ngon mà. Như tối đêm nay nè, đồ ăn này quý vị sẽ ăn hết chân nè. Tại vì sao? Ly nước này là bị uống hết là chắc chắn. Ngồi nãy giờ nghe gì là nó nhìn ly nước này là nó cũng đang nhìn mình. Bỏ nước đá vô là thôi. Quá xịn. Thấy không? Bỏ nước đá vô, quậy lên. Bắt đầu là đậu ở dưới nó nổi lên, nó kết hợp cùng với nước rau mẹ. Hiểu không? Nhưng mấy vị muốn ăn ngon là gì nè? Ăn ổi mì trước. Ổi mì ăn là nước đá mình đã bỏ vô ly nước này rồi. Mình vừa ăn bánh mì thì mình uống miếng nước này vô để cho nó đừng có bượng lại cái cổ mình. Khi ăn xong rồi, uống rồi còn chút thì bắt đầu mình ăn cái hũ sữa chua. Cái chua cuối cùng là để tráng miệng. Hiểu chưa? Tráng miệng rồi ly nước của mình vẫn còn khúc. Mình uống vô một cái nữa, mình súc miệng luôn là kết thúc món đồ ăn. Hiểu không? Chứ hai món kia mà ăn rồi là ổ bánh mì ăn sao là mình thua. Tại ổ bánh mì ăn sao lỡ nó mắc nghẹn thì sao? Nước đâu uống? Nó nên á, còn sữa chua thì không bao giờ mắc nghẹn. Nên chúng ta ăn đồ ăn phải bước vô ăn là phải biết ăn cái gì trước cái gì sau. À, ăn trước ăn sau phải biết. Thấy không? Giống như thời khóa tu của chùa mình, nếu như mà lễ Phật trước mà địa chung sau thì thất bại rồi. Địa chung trước là lỡ có ngủ thì ngủ đi, nhưng lễ Phật sau thì chắc chắn là tỉnh, kết thúc. Đúng không? Đó, rất rõ ràng. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. Chúc quý vị luôn luôn vui vẻ hạnh phúc nghe. Nghỉ lễ 5 ngày ai ở là được thì cứ ở. Ở lại rồi. Nếu ở không được thì cứ chạy về, chạy lại ở đây giữ khóa tu. Được nghỉ ngơi mà. Nó làm sao mà cho nó tròn vẹn cho vui. Rồi bây giờ ai là ngày sinh nhật bữa nay lên đây. À, còn mấy cô thì bỏ đá. Giờ những đức niệm Phật những ai sinh nhật bữa nay lên đây nè. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc vị an lạc vị ơi. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.